Bản nhạc có nhịp 4/4 và tiết tấu đơn chấm kép được lặp lại nhiều lần, thì ta sẽ đệm bằng điệu samba. Ta tập đệm tay trái điệu samba trên piano như sau. Đối với các hợp âm trưởng và thứ, ta đặt ngón số 5, 2 và 1 lên ba nốt bậc 1, 5 và 8. Đơn chấm đơn 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 chấm đơn 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 1, 2, 3, 4, 1. Đơn chấm đơn 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 chấm đơn 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 1, 2, 3, 4, 1. Đối với các hợp âm 7, ta đặt ngón số 5, 3 và 1 lên 3 nốt bậc 1, 3 và 7. Đơn chấm đơn 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 chấm đơn 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 1, 2, 3, 4, 1. Đơn chấm đơn 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 chấm đơn 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 1, 2, 3, 4, 1. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu bài này.